Bảo Anh đã giang hồ về với cát bụi. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương xác nhận với tuổi trẻ, nghệ sĩ Bảo Anh qua đời. Ông mất lúc 17 giờ ngày 5 tháng 10 tại Bệnh viện Minh Anh, thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian lâm bệnh. Nghệ sĩ Bảo Anh sinh năm 1955, trong gia đình có 9 anh em ở U Minh Hạ. Thừa hưởng giọng ca tài tử nổi tiếng của cha, năm lên cấp 2 ông bắt đầu mê hát rồi trở thành hạt nhân nồng cốt của phong trào đờn ca tài tử ở quê nhà. Lớn lên được tuyển vào đội văn nghệ tỉnh, được giới thiệu vào đoàn Hương Tràm. Bảo Anh được cử lên thành phố Hồ Chí Minh học khóa hai lớp diễn viên cải lương, là học trò của các thầy cô ca Lê Hồng, Nguyễn Sơn, Lân Bích. Sau 4 năm học, ông tốt nghiệp loại giỏi với vai thi sách vở tiếng trống Mê Linh. Sau khi tốt nghiệp, ông về đoàn Hương Tràm 1979, có mặt trong nhiều kịch bản cải lương nổi tiếng của đoàn như Tìm Lại Cuộc Đời, Nắng Lên Chùa Tháp. Những vai diễn cứ đẩy nghệ sĩ Bảo Anh rong ruổi khắp mọi miền đất nước. Nhiều người ví von ông là gã giang hồ phiêu bạt khắp nơi. Từ năm 1981, Bảo Anh về đoàn Trần Hữu Trang diễn vở truyện cổ Bát Tràng, rồi Văn Công Thành Phố với vở Tâm Sự Ngọc Hân, đoàn Phước Chuông với vở Chắp Cánh Uyên Ương, đường gươm Nguyên Bá. Sau đó ông diễn tại sân khấu kịch Kim Cương, có mặt trong nhiều vở diễn nổi tiếng, Con Nai Đen Rừng Đế Thích, Sắc Hoa Màu Nhớ, Chồng Của Mẹ, Người Mua Hạnh Phúc, Bông Hồng Cài Áo, Con Gái Chị Hằng. Ngoài hình đẹp và sáng, đậm chất lãng tử, nghệ sĩ Bảo Anh còn được nhiều hãng phim truyện săn đón. Ông từng tham gia các vai phụ trong phim Con Nhà Nghèo, Tội Phạm, Nhiệm Vụ Hoa Hồng, Phù Sa, Người Đẹp Tây Đô. Tin tức để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì ngày mai thì cũng có nghệ sĩ Lệ Thủy Minh Dương với tất cả các nghệ sĩ lớn cũng đến viếng nghệ sĩ Bảo Anh với cô chú anh chị. Thì nghệ sĩ Bảo Anh đã mất ở tuổi 69. Thì ông cũng có nhiều cái vở tuồng rất là hay. Ông chuyên đóng về những cái vở tuồng như là xã hội. Theo Phúc Khang biết thì lúc trước ông cũng có từng hay đóng những cái bộ phim truyền hình Việt Nam đó nha cô chú anh chị. Ông đóng những cái vai rất là hay. Thì cũng có rất là nhiều nghệ sĩ khán giả cũng yêu thích nghệ sĩ Bảo Anh. Thì lúc nãy thì cũng Phúc Khang cũng có vào bên trong rồi, cho nên là chưa có tặng lệm, cho nên là Phúc Khang đi ra ngoài. Thì hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào ngày mai. Phúc Khang sẽ đến quay và cũng như đưa tin gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì đây là tất cả các anh em còn đang đứng bên ngoài của chú anh chị. Đây đường, đây là đường Lạc Long Quân nha cô chú anh chị, phường 9, đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, gần ngã tư Lạc Long Quân với Âu Cơ nha cô chú anh chị. Từ chợ Tân Bình lên tầm khoảng một cây số sẽ đến chùa Giác Lâm. Đây là chùa Giác Lâm, chùa rất là lớn nha cô chú anh chị. Chùa này cũng lâu lâu đời nha cô chú anh chị, chùa rất là lớn, chùa cũng quá khá là lâu đời.